Time I see me, I sẽ đi gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ trân trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc thúc bạc ngày hôm qua, hôm nay đâu thành Eminem. Mới nghe thúc bạc ngày hôm qua, thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào Tết, một số thì đặt thua vào Tết. Đó thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh over Tết. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chẳng Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như tinh bắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tinh vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt chay. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiêu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa view. Bần từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Ta đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overread hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Ta chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nghiên cứu thêm sai, tao hoàn thành cách quá. Thêm phải bon trên tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiên, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy, nhưng em đã chạm đất chưa? Một câu thôi, một câu thôi. Nhưng em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Nhưng em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Nhưng em đã chạm đất chưa? Em sao đấy, nhưng em đã chạm đất chưa? Một câu thôi, một câu thôi. Nhưng em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Nhưng em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Nhưng em đã chạm đất chưa?